Anh em Sài Gòn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Truyền Hữu. Hôm nay Truyền Hữu sẽ đập hộp và giới thiệu các bạn các chị một cái sản phẩm loa kiểm âm trong gia đình của KRK. Thì các bạn cũng khá quen thuộc với Truyền Hữu là những cái loa kiểm âm KRK Rokit 5. Thì cái size trong đại gia đình này á là nó sẽ có 4 cái size ha. Rokit 5, Rokit 7, Rokit 8 và Rokit 10. Đấy, thì mình sẽ đập hộp lần lượt tất cả những cái sản phẩm trong gia đình của KRK cho các bạn xem. Thì hôm nay là một cái người anh em, cái size loa nó sẽ to hơn so với cái Rokit 5, đó chính là Rokit 7 Gen 4. Và đặc biệt Hữu sẽ khui cho các bạn xem cái loa có một cái màu trắng tinh khôi rất là đẹp mọi người ha. Cùng Truyền Hữu đập hộp và trải nghiệm sản phẩm này mọi người nha. Đây các bạn ha, khi ở ngoài thùng loa thì các bạn có thể thấy cái loa của chúng ta sẽ màu trắng như thế này ha. KRK Rokit 7 Gen 4. Và như Hữu đã lưu ý với các bạn anh chị, khi mà chúng ta khui loa đó thì thường Hữu sẽ khui từ phía dưới và Hữu sẽ trút cái loa ra mọi người nha, để tránh làm hại cái loa trép này. Hữu trong những video clip nào hay những khách hàng Hữu liên luôn nói về vấn đề này. Đó, các bạn lưu ý làm theo mọi người nhé. Và để đánh cho cặp loa này thì Hữu sử dụng một cái audio interface, chính là cái Motu M2 ha, và một cái cặp dây loa sử dụng cho sao cạc như thế này các bạn nhé. Ok, và tiến hành lắp đặt, Hữu sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Và Truyền Hữu vừa tiến hành cắm dây loa cũng như là dây nguồn, và Hữu kết nối với một cái thiết bị sao cạc để chúng ta có thể phát nhạc và khuếch đại tín hiệu tốt hơn, đó là chính là cái Motu M2 ở đây. Hữu đã lắp đầy đủ hết rồi. Và bây giờ Hữu sẽ test nhạc cho các bạn nghe và cảm nhận thử âm thanh. Nhưng mà trước khi test nhạc á, Hữu muốn chia sẻ cho các bạn, đây là một cái loa Rokit 7 như Hữu đã nói từ trước, thì cái màn loa nó sẽ to hơn. Màn loa của nó là 7 inch, to hơn cái Rokit 5. Và cái công suất nó cũng lớn hơn ha. Công suất của nó là 145W theo thông tin ở trên website của nhà sản xuất. Và cái mắc SPL là 110 dB. Cái tần số đáp ứng là 42Hz cho tới 40kHz mọi người ha. Một cái dãy tần số khá là rộng để chúng ta sử dụng. Và đầu tiên Hữu sẽ test thử nhạc rumba cho các bạn các anh chị nghe thử cái tiếng trap, cái dãy tần số cao thử mọi người ha, bằng nhạc rumba không lời. Mời các bạn các anh chị cùng lắng nghe. Với cái việc mà mọi người sử dụng cái sao cạc thì cái ưu điểm là chúng ta khuếch đại âm thanh nó tốt, cái tỷ lệ chuyển đổi rất là tốt. Thì có thể tăng giảm bằng một cái nút monitor ở trên sao cạc rất là tiện mọi người ha. Đó, thì Hữu đang sử dụng cái Motu M2, một sản phẩm về sao cạc rất là nổi tiếng của Mỹ. Và Hữu thường sử dụng trong những cái bộ home studio cũng như là sử dụng cho những anh em sản xuất âm nhạc đánh với những cái loa kiểm âm như thế này. Đấy, thì ok, mình sẽ test thử một cái bài nhạc bass căng để các bạn nghe thử cái dãy trầm như thế nào ha. Có điều kiện hãy đến trực tiếp 8A Linh Trung Thủ Đức để các bạn nghe trực tiếp cái âm thanh của loa Rokit này cho chất như thế nào mọi người ha. Mời mọi người. Và anh em mình vừa quẩy banh nóc với loa Rokit 7 Gen 4. Một cái loa rất là đáng mua cho những producer cũng như các bạn anh chị mua về đánh DJ và chúng ta nghe nhạc sàn, nhạc bốc rất là căng. Thì ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video clip đập hộp và test loa của anh em mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu nha. Hãy ủng hộ mình, giúp mình lấy cái nút bạc trong thời gian sớm nhất. Đó là động lực của mình sẽ làm nhiều video cho các bạn xem về âm thanh. Ok, tạm biệt mọi người.